Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tăng Tốc Mùa Thi. Và hôm nay thầy Tiên lại đồng hành với các bạn trong hướng dẫn giải đề thi thử tuyển sinh đại học năm 2020. Và hôm nay là đề số 5 trong tổng 60 đề quan trọng của chúng ta. Thầy hy vọng rằng sau đề số 5 này chúng ta lại có thêm một lượng kiến thức đáng kể để hỗ trợ cho việc ôn thi của mình. Ok, còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ sang phần đầu tiên, đó là phần kiểm tra về phát âm và đánh trọng trọng âm. Ok, mình có câu đầu tiên, gặp đuôi y đi. Gặp đuôi y đi nhớ ngay nhóm tớ đờ. Gặp đuôi y đi nhớ ngay nhóm tớ đờ. Không có tờ đờ thì mình sẽ nhớ là thời phong kiến phương Tây. Thời phong kiến phương Tây. Nhưng em để ý là câu A và câu D là có chữ cờ, chữ âm cờ là chữ K. Và hai câu còn lại là không có. Vậy là mình chia điều A và D là giống là trong nhóm, còn B và câu C là không, cái này là hai điều rồi. Và chắc chắn câu này là phải câu gì em đặc biệt rồi. Còn nếu mà theo nguyên tắc bình thường là mình không chọn được cái nào cả. Đấy. Và đây là câu đặc biệt rồi. Thầy đã từng dạy trong test số 4 là gì đây? Có một số cái tính từ, có một số tính từ đuôi ED đúng không nào? À, được đọc là âm ịch như nhóm tờ đờ. Ví dụ như mình có từ blessed, crooked, naked, ratchet. Cái từ ratchet này em đổi cái chữ T này đằng lên đằng trước cho thầy. Rồi ratchet, dragged, dogged, lonely và từ wicked. Vậy em nhìn vào có câu A, câu C và câu D là chữ learning là điều nằm trong nhóm này, nhóm đặc biệt này. Chỉ có câu B là không có thôi, cho nên mình sẽ chọn câu B. Câu số 2, người ta đánh vào phần nguyên âm. Khi mà đánh vào phần nguyên âm thì có cái độ khó, khó so với những cái còn lại. Tuy nhiên em có thể quan sát giùm thầy. Mình có từ same là E-E-A, nó là âm A đấy. Đây, same giống như what's your name, là âm A. Strength là âm gì nào? Âm E A. Ok. Cave là âm gì? Âm A. Và từ please cũng là âm A. Cho nên đáp án chính là câu B. Ok. Tuy nhiên cái phần này sẽ khó với một số bạn mà không quen đọc. Nếu mà mình không quen đọc từ vựng thì mình có thể quan sát giùm thầy này. Đây này em nhìn này. A M E A N K A B E A Z E. Thì nhìn cái cách viết là mình có âm A nguyên phụ âm và chữ E, A phụ âm và E, A phụ âm và E thì nó sẽ có cái cách đọc giống nhau. À, chỉ có câu A, câu B là chữ A xong chữ phụ âm và phụ âm thôi. Này, A phụ âm E, A phụ âm E, A phụ âm E cho nên nó sẽ có cách đọc giống nhau. Đáp án chính là câu D. Drank. Câu số 3 dùm thầy, đối với phần đánh trọng âm thì cái nào có nguyên tắc mình sẽ đọc trước. Ví dụ câu A là mình có âm AT. Câu C mình có âm ơ y. Câu B là tự đọc được. Ok, câu này cũng là phải tự đọc được cho thầy. Rồi mình có từ AT đánh ba ngược lại là mũ này là trong trường hợp này nó là âm 2 nha, thầy bôi chữ M luôn để biết là âm 2 này. Communicate âm 2. Particular âm mấy? Âm 2. Economy âm 2. Unemployment là âm 3, đáp án chính là câu D. Potential là âm 2, ok? Potential là âm 2. Câu B, show là đánh trước nó là ten. Recommend là âm ND, mình sẽ đánh trước nó, nhầm thầy là đánh trước, xin lỗi, đánh vào nó luôn. Có ND là mình sẽ đánh vào nó luôn, recommend. AND cũng đánh vào nó luôn, understand. Volunteer là âm 3. Vậy đáp án của thầy chính là câu A. Rồi sang câu số 5 giùm thầy. Câu số 5 em nhìn tổng quan trong 4 đáp án là 4 động từ hoàn toàn khác nhau, lengthen, stretch, extend và từ prolong. Phải trong 4 câu này, cái nào là đáp án của chúng ta? Bây giờ thầy sẽ đi phân tích từng động từ, sau đó chúng ta sẽ quay lên chọn nào. Bác sĩ khuyên rằng một vài bệnh nhân cái gì đó chữa trị để comment nói rằng bình luận rằng nói rằng. Rồi mình có từ prolong, từ này mang nghĩa là kéo dài. Kéo dài cái gì nào? Kéo dài một cái conversation là kéo dài cái cuộc họp. À, prolong meeting là kéo dài cuộc họp, cuộc nói chuyện. Life kéo dài tuổi thọ, cuộc đời. Civil War kéo dài cái cuộc chiến tranh, kéo dài sự chữa trị. Đó là từ prolong, là làm cho sống lâu hơn nè, à, sống lâu hơn, lâu đời hơn, chung chung vậy thôi. Tiếp theo mình có từ extend, từ này mang nghĩa là gia hạn đó. Mình hay nói gia hạn gì nào? Gia hạn visa nè, gia hạn những cái hợp đồng nè, chưa? Gia hạn thêm 10 ngày, 11 ngày gì đó. Đó cái là từ extend là gia hạn.
Tiếp theo mình có từ lengthen, từ này là mang nghĩa là kéo dài hơn bình thường. Ví dụ bình thường cuộc họp thầy là 10 giờ nhưng mà kéo dài hơn nữa, đó gọi là kéo dài hơn bình thường, kéo dài giai đoạn huấn luyện. Bình thường là huấn luyện có 10 ngày thôi, bây giờ mình sẽ kéo dài cái cuộc huấn luyện, kéo dài thời gian của hành khách đó. Chứ thì mình sẽ tùy câu mình dịch. Và từ stress này, từ này mang nghĩa là kéo co giãn, kéo giãn ra, kéo giãn một cái vật nào đó, hoặc là tay chân mình tập thể dục mình sẽ stress, mình kéo giãn ra ha, co giãn đó. Ok, và trong trường hợp này là gì đây? Liên quan tới từ treatment là mình kéo dài sự chữa trị ha, kéo dài sự chữa trị lâu hơn đấy. Cho nên đáp án của mình phải là câu D này cho thầy. Và nhiệm vụ của các bạn á, từ nào cũng mang nghĩa là kéo dài cả. Và nhiệm vụ của các em là gì? Phải nhớ những cái cụm từ đi với nó. Prolong conversation, prolong conversation, prolong meeting, prolong life, prolong work, prolong treatment. Thì mình sẽ chọn là prolong. Còn extend visa, extend contract, extend further 14 days. Ok, thì những cái trường hợp, những cái này mình gọi là collocation đấy. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta phải học cô ha, học cô nào, cô lô ha, đó. Collocation, đó, collocation. Những cái cụm từ, collocation là những cụm từ. Rồi, xin học cô lô cho thầy nhé. Đáp án là cô D. Rồi, chúng ta sẽ sang câu số 6. Trong câu số 6, tính danh động trạng và em thấy đằng trước có từ James. James là đang có dấu phẩy, như vậy là một cái sở hữu cách rồi. Vậy là tính từ rồi, và chắc chắn là ở đây mình cần một danh từ của từ từ know chính là từ knowledge. Knowledge mang nghĩa là kiến thức, knowledge mang kiến thức. Thì thực ra là mình có cụm từ là to the best of my knowledge. Cái chữ my này mình có thể thay thế bằng những từ khác. Ok, cái chữ my này mình có thể thay thế bằng cái tính từ khác nhé. To the best of my knowledge, to the best of her knowledge, his knowledge, James knowledge, bằng với to the best of my belief, hoặc là as far as I know, đấy, tất cả những cái từ này mang nghĩa là theo như tôi được biết đấy, nha. Ok, thì thường họ hay rất hay cho, và thậm chí là cái dạng này họ sẽ cho bốn từ vựng hoàn toàn khác nhau để em chọn cho thầy, knowledge, rồi cho một cái từ nào đó khác, bốn từ nào, ba từ khác ha. Rồi câu số 7 giùm thầy, câu số 7 rơi vào câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi theo nguyên tắc câu hỏi đuôi là trước khẳng sau phụ và phước phụ sau khẳng, đúng không nào? Ở đây mình có từ highly là từ phủ định. Highly là từ phủ định cho nên đáp án phải là khẳng định, thì mình sẽ loại ngay câu C và loại ngay câu gì? Câu D, còn hai câu này thôi. D. True. Vấn đề là mình sẽ dựa vào từ read này là hiện tại hay quá khứ nào? Đó, đơn giản thôi, nếu là hiện ở đây mình có từ the other day. Mừng quá, dấu hiệu quá khứ này. The other day là dấu hiệu của quá khứ. Ok. Cho nên mình sẽ chọn cho thầy là câu A, did day. Ok. Câu số 8 cho thầy, câu số 8 mình có từ only when you grow up. Đấy. It's only when do you grow up? Not until do you grow up and only after do you grow up. Thì trong bốn cái này, cái nào là đáp án của chúng ta? Khi bạn lớn lên thì bạn sẽ biết được sự thật. Khi bạn lớn lên bạn sẽ biết được sự thật. Đấy, mình sẽ phân tích từng câu nào. When you grow up, khi bạn lớn lên, chỉ khi bạn lớn lên. Xong người ta đảo cái chữ này này đây. Khi mà only when đứng đầu câu, em sẽ kéo hết một câu, xong em mới đảo ngữ câu A đúng. Câu B, not until phải kéo hết một câu rồi mới đảo, cho nên cái này sai. It's only when phải kéo hết một câu rồi mới đảo, chỗ này sai. Đó. Only after em cũng phải kéo hết một câu rồi mới được phép đảo ngữ, cho nên câu này cũng sai luôn. Và đáp án của thầy phải là câu A, ok chưa? Thì trong cái này thầy sẽ nhắc lại cái kiến thức mình học trong test số 4 rồi. Một số từ như là only, when, only, until, only, after và not until. Mà đứng đầu câu, em phải kéo hết câu rồi sau đó chúng ta mới đảo. Tại vì đơn giản là các bạn sẽ nhầm cái chỗ đảo ngữ đấy. Đấy, mình phải kéo hết một câu rồi mình mới được phép đảo ngữ cho thầy. Được chưa? Đó, tại vì when là khi này, mình phải kéo hết một câu. Until cũng vậy, after cũng vậy, until này cũng vậy. Nhá. Và only và từ phủ định, only đứng đầu câu cũng đảo ngữ, từ phủ định đứng đầu câu cũng đảo ngữ luôn, cho nên chọn của ai cho thầy. Rồi, đáp án là câu A là only when you grow up will you know the truth. Thì em có thể dựa vào đáp án A này, em có thể biến đổi thành những cái trường hợp còn lại như vậy cho thầy. Ok, để mình nhớ câu. Câu số 9 nhầm thầy rơi vào cái từ mặc dù, mình học rất là nhiều trong mấy test ngày hôm nay. Ví dụ mình có từ much at, bây giờ thầy không sẽ nhắc lại kiến thức
viết ra nữa, thầy chỉ nhắc chung chung thôi. Tại vì hai test trước là thầy đã liệt kê ra quá rõ ràng rồi. Mình có từ much at là cộng cho một câu, mà đây là his a là một cụm danh từ, câu này sai. No matter how mà nghĩa là dù như thế nào, đằng sau nó là tính từ, đúng rồi, thì câu này giữ lại được. Oh, đưa tính từ lên, nếu mà đưa tính từ lên thì mình chỉ được phép dùng chữ đâu thôi, không được dùng chữ on đâu. Oh, those he is, hoặc là oh, as he is, đấy, cho nên nó sai. Còn despite, despite cộng cho một cụm, đúng, nhưng mà sai ngay chữ of, despite không có đi với of. Ê, và đáp án của thầy chính là câu B. No matter how, no matter how old he is, no matter how bằng how ever, thì trong trường hợp này đáp án là câu B. Và em có thể thay cái chữ no matter how này thành chữ however, là dù như thế nào, dù già cả như thế nào đó, dù già cả như thế nào, nhưng mà à, bà tôi vẫn cống hiến cái sự nghiệp của mình cho tới ngày bà chết. À đây phải là she, sorry, phải là she, nghe chưa? Đấy, cho nên các bạn khi mình làm bài mình phải nhớ cho thầy ha, phải phân tích cho rõ ràng cho thầy. Thứ nhất là những trường hợp nào họ hay lừa. Đây họ hay lừa trường hợp số 1 này, much at mà đi với một noun này. Cái lừa tiếp theo là despite mà đi với of là vậy này. Lừa thứ ba là although này, là sai. Tính từ là không có đi với although như vậy, là tính từ those, chủ từ động từ. Ok chưa? Rồi đáp án của thầy là no matter how old he is. Em có thể dựa vào đáp án này, em có thể biến đổi thành tất cả những cái dạng mà mình đã được học trong mấy test trước rồi. Ok nha. Rồi câu số 10. Câu số 10 giùm thầy, em nhìn tổng quan trong 4 đáp án là 4 cái tính từ hoàn toàn khác nhau, tính từ kết hợp light-headed, narrow-minded, light-hearted and light-footed. Bây giờ mình sẽ dịch nghĩa sơ sơ, mình đoán nghĩa coi nào. Drink là cái gì ta? Cái rượu, rượu uống rượu đã làm cho cậu ta như thế nào đó và cậu ta không thể kiểm soát được cái sự vận chuyển. Đó, vậy thường mình nói về uống rượu thì mình có hai thứ mình hay nhắc, đó là cái đầu là đau đầu và thứ hai là cái chân mình đi nó không có cân bằng đúng không? Mình sẽ lượn qua lượn về đấy. Vậy thầy có thể là nghi vấn ở câu A và câu D. Đối với thầy sẽ nghi vấn được câu A và câu D. Head là liên quan tới đau đầu, uống rượu mà. Thứ hai là liên quan tới cái chân. Bây giờ mình sẽ xem nghĩa giùm thầy ha. Mình có từ light headed là mê sảng. Light headed là mê sảng, là sảng đó, nói sảng rồi là mê rồi, mê man đó, tại vì rượu hay gì đó. Light hearted là mang nghĩa là vô tư, một đứa nào đó nó rất là vô tư vui vẻ. Mình có từ narrow minded là một đứa cực kỳ hẹp hòi, nhỏ nhem, hẹp hòi nhỏ nhem. Và mình có từ light footed, nhanh chân, nhẹ chân. Được chưa? Nhỏ kem. Thế nó lại nào. Rồi mình có từ gì? Light-headed là mê sảng. Mình có từ light-hearted là vô tư, vui vẻ. Rồi mình có từ narrow-minded là hẹp hòi, nhỏ nhem. Và mình có từ light-footed là nhanh chân. Nhanh chân, chân mà nhẹ là nhanh chân. Ok, có nghĩa là mình không có bị chậm chân hay cái gì đó ha, nhanh chân. Ok, vậy trong trường hợp này mình chỉ chọn được cho thầy là câu A mà thôi, đúng không nào? Đấy, mình chỉ chọn được cái light-headed này thôi. Rồi bây giờ mình sang câu số 11 giùm thầy. Over the last. Thì rồi. Và manh mối của thầy là có từ last này mình học rồi nè. Có từ last và từ past đằng sau mà có thời gian, thầy nói rồi. Có last, có past mà đằng sau có thời gian, đó là thì hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành chỉ có câu C mà thôi. Đấy. Chúng ta sang câu số 12. From my, cái gì of view? À, cụm từ này mình học rất là nhiều rồi. Từ test số 1 tới giờ là thầy test nào thầy cũng có nhắc cái cụm từ này. From my point of view. From my point of view và những cái người bạn đồng hành của nó như sau. Đây, in my opinion, to my mind, to my way of thinking. From my point of view, I hold the view that I am convinced that I am inclined to believe that it seems to me it's why me that as far as I'm concerned. Tất cả những cái từ này, in my judgment, tất cả những cái từ này mang nghĩa là theo như tôi được biết, theo như ý nghĩ của tôi, theo như suy nghĩ của tôi nghĩ rằng đấy, nó bằng với từ I think đấy, hay nhớ không? Đáp án là câu B. Câu số 13 là một dạng bài tập rất là dễ làm ha, một dạng bài tập rất là dễ làm mà nhiều bạn là thấy khó này. Ok, em nhìn thấy cho thầy mình sẽ loại trừ dần đi coi. Mình sẽ loại câu A không được, là B như vậy, là cái chữ B như vậy không được đứng đầu câu rồi. Đấy. Rồi mình có not rewarding, rồi not having rewarding with and not being rewarded. Ở đây là gì đây? Đây là hai câu có cùng chủ từ, hai câu có cùng chủ từ, nhưng mà cái câu đằng trước là chủ từ đã rút gọn đi rồi. Và cái chủ từ đằng sau sẽ thực hiện cho cái chủ từ đằng trước, anh ta not reward with my
Ok, thế em đây là câu chủ động hay là câu bị động nào? Anh ta không được trao, không được nhận. Hả? Không được trao, không được nhận. Vậy đây phải là câu bị động rồi. Mà bị động thì phải là be in rewarded. Đấy, đáp án là câu này. Thực ra trong câu này em có thể bỏ đi cái chữ be in này cũng được. Thì nó cũng là đáp án thôi. Chưa? Rewarded with a smile. Ok, đáp án là câu D. Rồi, câu tiếp theo giùm thầy, câu số 14. Câu số 14 là rơi vào giới từ. Và giới từ này mình có từ increase là thầy đã dạy rồi. À, vậy là test số 15 này là mình ôn tập lại rất là nhiều. Test số 15 này mình ôn tập rất là nhiều. Mình có từ discrete là tăng, và tăng mình có từ tăng là từ gì? On discrete. Mình đã được học trong hai bài trong bài số test số 3 rồi. On discrete là đang tăng đó rồi nhờ. Đây, đó. Đang tăng lên. Vậy đáp án chính là câu B. Thì bên cạnh chữ on mình sẽ nhớ thêm những cụm từ mình được học rồi: on account of, on approval, on behalf of, on demand, on duty, on good term with, on loan, on no account, on principle, on purpose, on sale, on strike, on the bring up, on the point up, on the contrary, on the trade-off, on the whole, and on your own. Đấy, những cái giới từ mà đi với on. Đấy, mình đã học rồi, giới từ đi với on này này, giới từ đi với at này, giới từ đi với under này này, ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ sang câu số 15. Câu số 15 trong thầy mình có từ take over là tiếp quản này, thầy đã ghi sẵn rồi. Take over là tiếp quản này, catch up này, catch up thường là bắt lấy một cái gì đó đúng không nào, theo kịp. Rồi use all of hoặc là run out of để mang nghĩa này, hết cạn kiệt. Start to be successful là bắt đầu làm lại cái gì đó hoặc làm cái gì đó mà nó thành công hơn, thành công. Công ty của tôi từ cái việc mất mát là bao nhiêu đó năm ngoái đến có cái lợi nhuận bao nhiêu đó. À, vậy là liên quan tới cái việc kinh doanh và nó có cái sự tích cực tiến tới bắt đầu thành công. Chỉ có cái từ gì turn around này nó mới có nghĩa ở trong này thôi. The company turn around có nghĩa là thành công từ cái việc đó, thành công từ cái việc mà năm ngoái là bị thua thiệt này tới phải 1,4 bảng Anh, nhưng mà năm nay lại tăng tăng có cái lợi nhuận là 26.800 bảng Anh đấy, ví dụ vậy. Đáp án là câu D. Thì đây là phrase verb mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu tiếp theo giùm thầy, số 16. Số 16 là một cụm từ thầy đã dạy trong test số 2, số 3, số 4 rồi. Bạn nào còn nhớ thì mình sẽ làm tốt cái này, bạn nào không nhớ thì mình sẽ lùi thôi. Nhưng mà cố gắng trong thầy phải nhớ chứ. Đây mình có cái cụm từ gì nào? À, điều hiển nhiên rằng đó, it's a foregone conclusion that, it's a go without saying that, it stands to reason that, it's widely acknowledged that. Đó, nó đây, nó chính là cái cụm từ này đây. Ok, cái từ already là mình có thể bỏ hoặc có hoặc không, không sao. It's a widely acknowledged that. Đó. Vậy đáp án của thầy nó phải là câu nào nhỉ? À, câu A. Ok chưa? Ô, ở đây có từ obvious, tại sao mình không xài nhỉ? Đấy. À, tại sao mình không xài? Mặc dù đây. Tại sao mình không xài câu B? Thì tất nhiên là tại vì đây có từ widely làm nó sẽ bổ sung cho cái từ này đó, được biết một cách rộng rãi đấy. Chứ không phải là rõ ràng một cách rộng rãi. Nó dựa vào từ widely để theo cấu trúc trúc là knowledge. Ok. Rồi mình sang câu số 17 cho thầy. Câu số 17 này, câu này để xem hôm nay có bạn nào bị lừa tình không này. If he comes, should he come, will he come and why he come. Em nhìn tổng quan trong bốn đáp án là có câu B là should là đạo ngữ, câu điều kiện. Thì thầy sẽ nghi vấn câu B đầu tiên, thầy sẽ nghi vấn đấy nha. Thầy sẽ nghi vấn câu B đầu tiên. Rồi em nhìn lên đây này. Rồi nếu mà anh ta đến thì hãy nói với anh ta liên lạc cho tôi. Đây là dạng câu điều kiện ở hình thức mệnh lệnh trong câu điều kiện loại 1. Điều kiện loại 1 thì em một là dùng if, hai là dùng should đạo ngữ. Mình sẽ loại câu C và loại câu D đi, chỉ có hai cái này thôi. Đây, cái câu này sai, nó phải là thêm S mới đúng này đó. Cho nên chọn câu B giùm thầy, đạo ngữ câu điều kiện loại 1. Thầy dạy rồi, đạo ngữ câu điều kiện loại 1 em dùng should, đạo ngữ câu điều kiện loại 2 dùng were, bốn chữ đó, đạo ngữ câu điều kiện loại 3 là dùng header. Sang câu số 18 giùm thầy. Câu số 18, câu này sai nhiều lắm á. Câu số 18 là các bạn sai cực nhiều luôn. Mặc dù nó dễ này, đấy, consider này, thầy dạy rồi này. Thầy dạy là bột mon consider đó, consider. Sau từ consider là một động từ thêm in, thì chỉ chọn câu A thôi. Nhưng mà nhiều bạn lại nói thầy ơi tại sao verb in được còn verb in nữa. Tại sao trên này là verb in rồi, còn dưới này thầy chọn in nữa. Thì kệ nó, trên này là cái từ mà e considering là đang chia thì.
đang chia thì, vậy đã có một động từ chia thì rồi thì động từ còn lại phải chia dạng. Đó thì chia dạng bình thường thôi. Sau consider thì verb gì thì mình chọn verb đó thôi, changing. Ok. Ok, câu số 19 này cũng tương đối dễ và câu 19 là mình giống như một cái test số trong test số 3. Ok. Em thấy chữ watch đứng đầu câu. Watch đứng đầu câu là một mệnh đề danh từ. Watch mà đứng đầu câu thì động từ đằng sau và chia số ít trở thành đây, vậy sai câu này. Nó phải là is. Đấy. What, where, why, how much, how long, time, that đứng đầu câu thì động từ phải chia số ít. Câu đi. Câu 20 là ngó bộ là nhiều bạn vẫn sai câu 20 nè. À, nhưng mà nhìn vô là thầy biết ngăn manh mối rồi, thầy đã dặn rồi, thầy đã từng dặn trong một cái test nào đó rồi. Thousand đấy, một trong những từ mà nằm trong phần tìm lỗi sai nghi vấn nhầm thầy. Hundreds, thousand, million and billion. Có những lúc có s và có những lúc không. Đấy, có những lúc có s và có những lúc không. Nếu mà đi với những con số như là 300, 3000, 3 million and 3 billion thì không có s. Còn những từ này có s khi đi với of, ví dụ như là hundreds of students, thousands of students, millions of students, billions of students. Đấy, nhớ nhá, có of là có s, không of thì không có s. Không có s thì mình sẽ dùng với những con số như là 3, 4, 5 ngàn, 6 ngàn gì đó. Thì đáp án chính là từ thousand. Ở đây là phải là thêm s vào trong thầy, có of. Câu số 21 giùm thầy, câu số 21 thầy xem nào. Almost đây. Cái này thầy cũng mới nói trong mấy bài hôm trước luôn rồi. Mình có cách dùng của almost như sau, từ most đằng sau nó là một danh từ số nhiều hoặc số ít nha. Rồi most of thường là số nhiều thôi. Most of the, most of, có the, không of, không the. Ha, không of thì mình sẽ dùng, không có the thì mình sẽ dùng us đâm gì đó. Most of the, còn có almost đằng trước có o thì đằng sau sẽ có o hoặc là every hoặc là one. Đấy. Most đi với danh từ số nhiều. Most of the đây, most almost all, hoặc là every hoặc là everyone. Còn từ mostly này sẽ bằng cái từ nearly. Thì trong trường hợp này em phải dùng là almost all cái gì đó đúng không nào? Almost all hoặc là most of the gì đó thì mới được. Cho nên câu này nó sai. Đấy, nó sai thôi. Ok. Rồi, vậy là mình vừa làm xong 21 câu, có cả phần gì? À, tìm lỗi sai. Bây giờ mình sẽ sang câu 22, rơi vào phần đồng nghĩa. Và theo em, đồng nghĩa với từ sophisticated là gì? Sophisticated, từ này mang nghĩa là phức tạp đấy. Phức tạp, về trái với phức tạp là một cái hướng nó phải như thế nào? À, trên đề em nhìn thấy em đoán nghĩa này, sử dụng này, quá nhiều cái gì này, vũ khí này. Đấy, mấy bạn chơi game rất là nhiều và các bạn sẽ biết từ từ weapon này là từ vũ khí rồi. Sử dụng quá nhiều luôn, vũ khí. Là biết trên đề chắc chắn là tiêu cực rồi, bây giờ mình sẽ cần tích cực. Expensive là đắt là tích cực này, đắt là tích cực luôn nè. À tiêu cực này, hai cái này tiêu cực, thầy xin lỗi. Complicated là phức tạp, nó sẽ đồng nghĩa với câu trên và đáp án là câu C. Đơn giản dễ xài. Trái nghĩa. Câu 23. Câu 23 bạn nào sai thì có nghĩa là các bạn không coi lại bài của thầy rồi. Hôm rồi mình học cái test vừa rồi đấy, mình có hai test vừa rồi thầy có nhắc luôn liên quan tới những cái từ mang nghĩa là. À, bên cạnh, thầy xin lỗi, mình quay lại câu 22, mình có từ sophisticated bằng từ complicated bằng complex và intricate bằng với thành ngữ là will, within will be more to something than meets the eyes. Tất cả những từ này đều mang nghĩa là phức tạp. Đấy. Sophisticated, complicated, complex and intricate. Within will. Ok. Rồi tiếp theo dùm thầy mình có câu số 23. 23 dùm thầy mình có từ come to term, từ này mang nghĩa là đồng ý tán thành. Thầy đã nói rồi đúng không nào? Quen chưa nào? Fall in with, go along with, come to terms, đồng ý. Agree with, accept, support, advocate, to approve, be favor of. See eye to eye, give the green light, give the go ahead. Ấy, thì trong trường hợp này em chọn thầy cô A. Một cái là gì đây? No, mình đang tìm từ gì? À, tìm từ đồng nghĩa, đúng rồi. Tìm từ đồng nghĩa, come to terms là đồng nghĩa với từ accept, chấp nhận, đồng tình, đồng ý. Câu A. Câu 24 dùm thầy, câu 24 là mình có từ comprehend, là trong bài trước là mình có nói. Từ comprehend mang nghĩa là hiểu vấn đề bằng với từ understand. Nhưng đây là incomprehend là không hiểu được. Đấy, không hiểu được loại câu C đi. Ở đây thực ra em phải chọn thầy là câu gì? À, câu A.
readable là đọc được đấy, thầy đọc được cái suy nghĩ của em, có nghĩa là thầy hiểu được suy nghĩ của em. Readable, đọc được, hiểu được. À, trái nghĩa. Câu 25 mình có cụm từ like a fish out of water, cụm từ này thầy đã từng nói rồi. Cá như cá ra khỏi nước. Cá mà ra khỏi nước là đến, nó đến một nơi nào đó rất là lạ lẫm nè, nó không quen này và nó cảm thấy không thoải mái. Không thoải mái, nhưng em đang đi tìm từ trái nghĩa thì nó phải là thoải mái. Đáp án chính là câu C. Đấy, like a fish out of water, uncomfortable and not familiar, strange thì nó mang nghĩa là không thoải mái. Đấy, thì đây là một cái thành ngữ bắt đầu bằng chữ like, một thành ngữ bắt đầu bằng chữ like. À, thì bên cạnh đó mình sẽ có những cái thành ngữ khác mà bắt đầu bằng chữ like, ví dụ như vậy này, like a bed out of hell, like a bird đó. Những cái thành ngữ như vậy các bạn có thể tự dò từ điển á, rồi các bạn cho thầy nghĩa nhé. Các bạn có thể tự dò từ điển thầy xem nào. Đây. Tiếp theo giùm thầy mình sang câu số 26. 26 câu này, ô câu này cực kỳ hay luôn này. Rồi, thầy cho các bạn thêm vài giây để các bạn suy nghĩ rằng câu 26 đáp án là gì. Ok. Câu 26 thì đa phần là thầy thấy các bạn sẽ chọn câu A, me too. Ok. Ôi, tôi không thể nói tiếng Anh giỏi để mà nộp đơn vào vị trí đó. À, là trên đề của mình là người ta nói vậy đấy. Tôi không có giỏi tiếng Anh, tôi không nói giỏi tiếng Anh để nộp đơn vào cái vị trí đó. Tôi cũng vậy. Đấy, cái cuộc trò chuyện giữa hai người, à, tôi cũng thế. Tôi cũng thế thì đó là tiếng Việt của mình. Đấy, tiếng Việt của mình nếu mà mình theo cái cách dịch của tiếng Việt mình là mình sẽ chọn câu A là tôi cũng vậy đấy. Tuy nhiên, trong tiếng Anh nó khác. Ví dụ thầy nói này, tôi có thể nói tiếng Anh giỏi. Mà các bạn đồng ý với thầy, các bạn sẽ nói là gì? I can. Xin lỗi, me too. Nhưng thầy nói tôi không thể. Tôi không ăn thịt chó, tôi không thể nói tiếng Anh, tôi không làm được. Nếu mà em giống thầy em nói là tôi cũng không. À, vậy trong trường hợp này manh mối của thầy chính là chữ can. Trước không thì đằng sau cũng phải là không. Có nghĩa là em giống thầy thì em cũng phải nói không. Đó. Vậy là cái câu A là sai rồi. Đó. Câu B là tôi cũng không thì đúng, nhưng câu này sai chữ don't, tại vì trên đề là chữ can. Đề có từ nào thì mình xài từ đó. Có nghĩa, thầy xin lỗi, nếu mà động từ thường cơ, nếu mà là động từ thường cơ, em mới mượn trợ động từ. Còn nếu có hai động từ, ví dụ can speak rồi là will speak gì đó, có hai động từ em sẽ giữ lại động từ đầu tiên là can, giữ lại cho thầy. Can giữ lại thì mình sẽ loại được câu B luôn. Câu C là can giữ lại đúng, nhưng sai nó phải đứng ở đây đó. Nó phải là gì? Neither can I. Neither can I. Tại sao vậy? Tại vì cái từ neither này là từ từ phủ định. Mà từ phủ định đứng đầu câu em phải đảo ngược cho thầy. Vậy câu này sai luôn. Vậy đáp án chính là câu D. Nor. Cái từ nor này giống như từ neither thôi. Đứng đầu câu đảo ngược. Nor can I. Vậy là cái đáp án D là đáp án cuối cùng của thầy. À, thấy chưa? Vậy là đáp án đúng của mình phải là gì này? Me neither. Me neither là được. Me neither. Neither can I. I can't either. Nor can I. Thì cái chữ can là phụ thuộc vào động từ em nhé. Nếu mà là một động từ thôi, em sẽ mượn trợ động từ để biến là neither do I. I don't either, ví dụ vậy. Nor do I. Như đây là họ sai chữ can thì em dùng lại chữ can giùm thầy. Đó là không đồng ý nhá. Còn nếu đồng ý mình sẽ dùng me too, so can I, hoặc là I can too, so do I, hoặc là I do too. Ok, thì tùy thôi. Đó, vậy câu này các bạn bị nhầm đúng không nào? Rồi sang câu 27. Could you put me through to này. Làm ơn put me through là làm ơn cho tôi kết nối máy với ông này đi. Làm ơn cho tôi kết nối máy với Steven, làm ơn. Câu A, xin lỗi, tôi sẽ gọi lại sau. Ô, là cái câu này cũng không có rõ ràng. Đó, nó phải là một là cho nghe, hai là như thế nào đó, chứ không thể là nói cái câu mà nó mình phải là vắt não ra để mình suy nghĩ, như vậy là không có được. À, cho nên câu A không liên quan. Câu B, làm ơn chờ tôi sẽ để lại tin nhắn cho bạn, thì cũng không đưa vào vấn đề đó. Mình phải nói là à, nó vắng rồi, ông ấy đi vắng rồi, cho nên tôi sẽ để lại tin nhắn thì được, cho nên lấy tin nhắn thì được. Sai.
Cô xin là sorry, xin lỗi. Can I take the message? Xin lỗi, tôi có thể lấy tin nhắn được không? Thì nó cũng chưa rõ ràng. Phải đưa ra lý do là gì? À, là lấy để là ông này ông kia đi đâu rồi hoặc không có nghe máy được thì mình mới chọn những câu như vậy. Vậy là đáp án có thể là this is Seven speaking. Như bạn nói thế, tại sao là this is Seven speaking ở đây? Thì đây là cái cách nói của người 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 Anh người Mỹ thôi. Đáp án là cô D. Và thậm chí là thầy chỉ trả lời là speaking thôi cũng được. Thầy chỉ cần nói từ một từ thôi là speaking thôi là đáp án cũng được luôn. Vậy hôm nay là mình sẽ bắt đầu làm quen thầy một cái dạng, đó là dạng cái trường hợp khi mà nghe điện thoại này. Bên đây là một số câu hỏi, câu nghe điện thoại này. Hello, may I speak to Mr. Tiên Vlog? Oh, xin chào, tôi có thể nói cho tôi gặp ông Tiên Vlog được không? Could I speak to gì đó. I would like to speak to như vậy ha. Thì tất cả những cái trường hợp như vậy là giống như là mình muốn nghe điện thoại đó. This is Mr. Tien speaking. Mr. Tien nghe nè, speaking. Miss is Tien here. My name is Mr. Tien. This is Mr. Tien. Được được hết đó. Please hold on, làm ơn chờ nhé. Tôi sẽ kết nối. Ví dụ vậy. Please hold the line, làm ơn cầm giữ đường truyền và cầm máy nhé. Là trong trường hợp như vậy là mình sẽ kết nối hoặc là mình là người nghe. Còn trong trường hợp mà mình không nghe rõ thì mình sẽ hỏi hoặc mình chưa biết rõ này, mình sẽ hỏi can I ask who calls? Ai gọi tôi vậy? Ai gọi vậy? I'm sorry. Xin lỗi Mr. Tiên, Mr. Steven thì bận rồi. Can I ask who is calling? Ai gọi vậy? Can I tell the message? Tôi có thể để lại tin nhắn được không? Kiểu như vậy. Thì trong trường hợp mà mình không có này kia đó. Ok, và trong trường hợp này em phải chọn cho thầy câu nào nhờ? À, câu D rồi. Ok. Rồi mình sang câu số 28 với 32. Ok, câu số 28 tới câu 32 á. Các bạn làm nhanh nào. Hôm nay thầy rất là mệt. Sáng nay là thầy có một chuyến bay là từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội rồi xong lên Vĩnh Phúc này để giải quyết một số công việc quan trọng. Và đi từ sáng tới giờ, đó mãi tới tối mới được nghỉ và bây giờ phải ngồi quay video quay bài để mà gửi cho các bạn học này. Đó. Cho nên bài hôm nay là thầy đi hơi nhanh này, rồi là hơi nhanh một xíu. Và giảng bài nó hơi ngáo một xíu. Cho nên 500 anh em thông cảm cho thầy. Rồi câu 28 cho thầy. Ok, câu 28 dùm thầy. One of the most important things. Em ơi, thing là gì đấy? Thing chính là vật đúng nào. Mà vật thì em dùng which hoặc là that rồi. Thì trong trường hợp này có tới hai đáp án luôn, which và that luôn rồi. Vậy trong trường hợp này mình dùng that nha. À, đây có từ the most. So sánh nhất thì mình sẽ ưu tiên dùng that cho thầy. Đó, so sánh nhất là mình dùng that em nhé. So sánh nhất là dùng that nè. Người và vật là dùng that nè. Đó, những khi người và vật dùng that. Rồi là so sánh nhất dùng that nè. Đó. Ok, còn nhiều trường hợp nữa. Những cái đại từ bất định như something, anything, someone đó dùng that trong đây. Rồi. Câu số 29 trong thầy. Ở đây có hai bên là hai dấu. Hai bên hai dấu thì mình sẽ loại ngay câu đi cho thầy được rồi. Ok chưa? Đó. Do cái sự khác nhau về cái người sử dụng internet thì cái không một tiêu chuẩn nào có thể được áp dụng để mà kỳ đó xử lý cái speak trên internet. Và hơn thế nữa, những cái công nghệ chính nó cũng rất là thoải mái trong nhiều trường hợp. Ở đây mình chọn cho thầy là câu B để mang nghĩa là hơn nữa, để mà người ta đưa ra những cái luồng ý kiến. Đầu tiên là gì đây? Có sự khác nhau về người sử dụng. Và thứ hai là cái việc sử dụng internet, công nghệ internet nó cũng tự do. Tiếp theo dùm thầy câu số 30. Câu số 30 mình có bốn động từ hoàn toàn khác nhau. Mình có từ protect, mình có từ make, mình có từ prevent và mình có từ avoid. Mình có từ avoid. Thì bốn động từ này hoàn toàn khác nhau. Vậy em quan sát dùm thầy, em quan sát dùm thầy nè. Em nhìn đằng sau dùm thầy có một cái động từ đây, từ đó là từ blocking. Từ này chính là manh mối mấu chốt đó. Nó là mấu chốt của cái câu này. À, và trong bốn thằng này, thằng nào mà đi với verb in nào? Ok. Mình có từ protect. Nếu mà đi với verb in là phải có từ from. Cho nên câu này sai. Từ make thì không phải rồi. Have make let cộng object cộng verb 1 rồi. Thì không phải luôn rồi. Mình có từ prevent. Đấy, từ prevent là cộng tân ngữ cộng verb in. Ngăn chặn cái việc gì đó. À, blocking đúng không? Thì mình chỉ có là câu C thôi.
prevent, ngăn chặn gì đó. Ok, ngăn chặn cái việc khóa, à đây là sorry, là ngăn chặn cái việc khóa, việc block đó bị block này kia ha. Đó, từ cái việc tiếp cận thông tin. Còn tránh miễn phải rồi, ngăn chặn đó, ngăn chặn. Rồi, tiếp theo dùm thầy câu số 31. 31 là tính danh động trạng, 31 là tính danh động trạng và em thấy chữ dia không nào? Dia là một gì? Tính từ sở hữu. Sau dia là một danh danh từ, sau dia là một danh từ. Mà danh từ thì mình sẽ nhìn vào bốn đáp án, mình sẽ loại dần đi dùm thầy này. Cái đuôi NT thì có những lúc là tính và danh thì mình bỏ qua một bên. Đuôi ED là loại rồi, đuôi ly là loại rồi. Thì trong trường hợp này chỉ có câu A và câu D thôi. Đấy. Mà đằng sau là không có cái gì nữa hết cho nên chúng ta không thể chọn pop-in được. Ở đây chọn câu A dùm thầy. Discontent là một danh từ. Ok, câu số 30, 32. 32 mình nhìn vào bốn đáp án là bốn từ vựng hoàn toàn khác nhau. Vậy từ nào đi với từ television đây? Đó, với gì đó mặc dù radio and television gì đó đã được cut off. Cái sự gì? Cái sự mà truyền tải, cái sự truyền hình nó truyền tải truyền hình công chiếu à thì chỉ có từ gì? Là broadcast này thôi. Ok. À, thì phần tư vấn em á, vậy em nhìn cái cấu trúc của một cái phần phần độc lộ này, phần closed state này. Thường á, nó sẽ có một cái câu rơi vào mệnh đề quan hệ. Một câu rơi vào những cái liên từ nối như however, furthermore, therefore và từ although. Thì tất nhiên là ít bữa nữa thầy sẽ có những cái chuyên đề để ôn kỹ những cái phần liên từ này. Và một câu sẽ rơi vào động từ, cách dùng động từ. Một câu rơi vào tính danh động trạng và một câu rơi vào những cái danh từ khác nhau. Đó, và nhiệm vụ của chúng ta là thường xuyên luyện tập đọc đọc những cái bài đọc, đọc những cái bài reading bằng tiếng Anh mà liên quan tới những cái đề tài mà mình được học trong chương trình 12. Đề tài về môi trường, đề tài về gia đình, đề tài về bạn bè, đề tài về giáo dục, đặc biệt là những cái đề tài về giáo dục, về phương tiện truyền thông, SEA Games, bóng đá rồi đó, những cái đề tài như vậy thì mình nên đọc cho thầy nhé. Rồi mình đọc và mình để ý những cái động từ, những danh từ này kia. Rồi, chúng ta sang câu số 33. 33 là một trong những câu giao tiếp và dạng này lúc nào cũng có mặt trong đề thi. Peter said to his new friend, Peter nói với bạn của mình, come to the party, you will enjoy it. Ô, tới bữa tiệc chơi đi mày. À, mày sẽ thích thôi. À, tới bữa tiệc chơi nha, mày sẽ thích thôi. Vậy thầy đang làm gì đây? Câu A là thầy đang mời, câu B là thầy đang năn nỉ rồi nài nỉ khăng khăng, câu C là thuyết phục và câu D là cầu xin, van nài cầu xin. Thì trong trường hợp này em dựa vào cái này và cái này, hai cái manh mối là gì? Ê, tới bữa tiệc chơi đi là một ý kiến, sau đó mày sẽ thích. Đây là thầy đang gì? Thuyết phục. Thuyết phục. Đáp án chính là câu C. À, thuyết phục em nha. Như bạn sẽ nhầm sang mời đấy. Một số trường hợp như sau. You should come, bạn nên đến. It's going to be a lot of fun. Nó sẽ rất là vui đấy. Đây là thuyết phục đấy. Công ty của tôi làm một cái lợi nhuận rất là lớn, kiếm lời rất lớn mỗi năm. Tại sao bạn không đầu tư vào nhỉ? Đây, họ sẽ đưa ra hai câu. Câu đầu tiên họ sẽ đưa ra một cái sự việc nào đó. Và cái việc số 2 là gì? À, thuyết phục bạn đầu tư vào, thuyết phục bạn tham gia vào cái công việc đó. À, thấy chưa? Nhưng bởi suy. Câu số 34 nhưng thầy, câu này rất là hay. Bộ phim không đạt như mong đợi của tôi. Bộ phim không đạt như mong đợi của tôi. The film fell short of my expectation. I expected the film to be more boring. I expected the film to end more abrupt. The film was as good as I expected. Thực ra thì trong bốn đáp án thì em dịch ra là em loại trừ được hết rồi, em không cần gì nhiều. Thực ra trong bốn đáp án là có B, C, D là loại lần sai nghĩa luôn rồi. Chỉ có cái câu này thôi. À, câu A thôi, đáp án là câu A. Và trong câu A nó xuất hiện là cụm từ là fail short of, mang nghĩa là thiếu hụt cái mong đợi, có nghĩa là không như mong đợi. Thì đáp án của thầy là câu A. Mà bên cạnh câu A thì mình sẽ có những cái câu khác, những cái cách khác như sau. Mình có thể dùng cụm từ là don't come up to, giống như trên đề này. Don't come up to là không đạt mong đợi này. Don't live up to này. Fall short of, trên đề là quá khứ là fail, fall short of. Là beyond expectation là xa tầm mong đợi, fail to expectation không đạt cái mong đợi, hoặc là be completely unexpected, hoặc là not as good as I had thought, not as good as I expected, I hope, ví dụ vậy, không như mong đợi. Thì đáp án là của A và mình cũng có thể mình sẽ chọn cho thầy những một trong những đáp án ở dưới dòng thầy, ok chưa? The film didn't come up to my expectation.
The film failed to my expectation. The film was beyond my expectation. The film totally didn't live up to my expectation. The film wasn't as good as I thought. Em có thể tự mình bịa ra, tự mình soạn ra một cái đề, một cái câu gốc nào đó, sau các bạn tự biến đổi thành những cái câu khác nhau để mình nhớ. Câu càng hay, xin lỗi, câu càng bựa càng nhớ lâu. À, chưa? Rồi. Câu số 34 cho thầy. À, 35. 35 dùng thầy. My British, my impression, my impression of her is that. Em thấy cái ấn tượng của cô ấy, ấn tượng cô ấy là rằng, cô ấy là, ấn tượng của tôi về cô ấy là cô ấy là một giáo viên rất là năng động. Cái ấn tượng của tôi về cô ấy là một giáo viên rất là năng động. Thực ra mình đã từng có cụm từ là gì nào? Mình có cụm từ là gì? O A B C. Mất đâu thầy một câu rồi nhờ, mất đâu thầy một câu rồi là câu D rồi. Ok. Rồi ok, đáp án là câu nào nhỉ? Is out of the question. Is then to reason là điều hiển nhiên rằng. My impression là chưa chắc là hiển nhiên, ấn tượng thôi, có nghĩa là mình tưởng thôi, mình chỉ tưởng rằng thôi. Còn is then to reason thì mang nghĩa là điều hiển nhiên rằng. Is out of the question là gì đấy, không thể nào. Đấy, is he in my belief that là theo cái niềm tin của tôi, theo cái sự tưởng của tôi nghĩ rằng. À, vậy đáp án chính là câu nào rồi? Câu C rồi. Mà thực ra cái cụm từ này, những cái cụm từ liên quan này thầy đã dạy rồi. Đấy, hôm nay thực ra là ôn tập thôi. Đó, em nhìn này. Ha, mình sẽ ôn lại những cái cụm từ mình được học trong những test trước. I am under impression that. Em thấy chưa? Is it my impression that? Là cụm thứ hai, I get the impression that. Hoặc là một số cái cụm từ liên quan giống nhau, mình có thể biến đổi thay thế cho nhau. Thầy đã dặn rồi, những cụm từ này vừa làm trắc nghiệm mà vừa làm biến đổi câu. Đây, nó đấy. Đấy chưa? Rồi mình sang câu số 36 cho thầy. Em ơi, câu 36 dùng thầy này. Mình nhìn tổng quan trong 4 đáp án là liên quan tới những cái từ để có hình thức đạo ngữ rồi là này kia đó. No sooner, hardly, as soon as. Vậy mình sẽ coi trường hợp này như sau. Mình sẽ coi nó như thế nào ha. Mình sẽ tìm câu đúng, câu sai. Rồi, anh ta đã được bổ nhiệm vào cái vị trí. Và the new editors và the cái thư ký mới, sau khi thư ký mới thì bị ốm. À, sau khi biên tập mới bị ốm ha. Trời. Và mình có câu A là gì? Immediately after, chỉ sau khi mà được bổ nhiệm vào vị trí thì the new fell. The new ở đây bị lộ này, the new GM, the new editor fell ill. Ok. Ở đây sao lại mất cái chữ editor của thầy đâu rồi nhờ? Đấy, nó phải có một cái từ editor nằm đây. Em ơi, em đưa cái chữ này xuống cho thầy nhá. Rồi, ok, đưa cái chữ này xuống cho thầy. Nằm đây nhá. Ok. Ok, immediately, chỉ sau khi đã được bổ nhiệm. Ở đây đáng lẽ người ta sẽ dùng một cái câu bình thường thôi, nhưng họ biến thành một cụm danh từ rồi nè. Câu B, chỉ sau khi, no sooner mà đứng đầu câu mà chưa đạo nè, loại trừ. Hardly, nếu mà hardly chưa đạo á thì nó phải đứng giữa hai cái này. Nếu mà chưa đạo ngữ thì phải chữ hardly, no sooner đó phải đứng giữa have a bar. Sai. Rồi sau khi bị ốm thì mới được bổ nhiệm thì sai nghĩa với trên đề. Có nghĩa là bổ nhiệm rồi mới ốm. Đó, và đáp án chỉ có câu A thôi. Ok. Và bên cạnh câu A là mình sẽ có những cái trường hợp khác. Mình sẽ có những trường hợp khác như là immediately after he had been appointed. As soon as he was appointed to the post. Phải, đó. Sooner had đạo ngữ. Hardly, scarcely, barely had đạo ngữ. Thì những cái dạng này em có thể thay thế cho nhau. Đáp án. Rồi mình sang câu số 27 dòng thầy. They were late for the meeting. The snow was heavy. Họ thì rất là trễ. Họ trễ cho cuộc họp. The snow là tuyết thì rất là nặng. Gió tuyết nhiều quá cho nên bị trễ cuộc họp. Và cái dạng này là mình nói mình làm nhiều quá rồi, hầu như đề nào thầy cũng cho ôn cái dạng này. Đấy. Bắt đầu từ ngày hôm sau là mình sẽ quên đi những cái dạng này nha, mà các bạn phải tự ôn tập lại giùm thầy để mình sẽ sang nhiều dạng hơn. À, để cái việc ôn tập của mình nó mở rộng hơn nhiều. Rồi câu A là gì đây? Câu A là gì đây? Nhờ vào tuyết, thanks to là nhờ vào tuyết nhiều cho nên chúng tôi bị trễ. Câu này quá tào lao rồi ha. Coi, had it not been, nếu mà không có tuyết họ sẽ không bị trễ cuộc họp. Đúng,
câu này đúng nhưng sai chỗ nào? Nếu em dùng chủ ngữ giả trong câu điều kiện thì ở đây phải là có chữ for. Had it not been for thì nó mới đúng. Had it not been for là nếu không có. Had it not been for hoặc là without hoặc là but for thì mới được. Đó, cho nên sai. Sai hai câu này hả? Câu C coi, if there was, trên đề là vấp 2 rồi nhỉ? Trên đề là vấp 2 rồi. Đó, trên đề là vấp 2 rồi. Thì dưới phải là điều kiện loại 3. À, thì câu C sai rồi, vậy chắc chắn đáp án là câu D đấy. If it had not been for the, đó, heavy snow, there wouldn't have been. Đây. Trên đề là gì nhỉ? Em nhớ không này? Trên đề là vấp 1 thì em áp dụng điều kiện loại 2. Trên đề là vấp 2 thì em áp dụng điều kiện loại 3. Mà chỉ có câu D thôi. Hoặc câu B nữa. Nhưng câu B là thiếu for, vậy đáp án chính là câu D. Rồi mình sang câu số 38 nhôm thầy. 38. Ok. 38 là liên quan tới bài đọc này. What is the main focus of this reading? Người ta hỏi là cái ý chính của cái đoạn văn này là gì? Hả? Rồi, thì cái này các bạn đã làm bài trước rồi hả? Cái này là các bạn đã làm bài trước rồi thì thầy chỉ có sửa thôi. Cho mình có của Island the most active volcanoes, những cái núi lửa hoạt động được tìm thấy ở vành đai lửa. Câu B là gì? Location là cái vị trí của vành đai lửa, là cái này là thầy nghe thầy nói này, thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, những cái câu mà chi tiết quá thì nó là không phải. Bây giờ em có trong bốn đáp án, cái nào là mở rộng nhất đúng không nào? Câu C là gì đây? How the place on the earth, như thế nào những cái địa tầng của bề mặt trái đất di chuyển, đó, trong nhiều cách di chuyển, trong nhiều cách nói về việc di chuyển thì nó cũng gọi là nó nhỏ quá. Và khi em đọc bài em sẽ thấy nó không có rơi vào những cái chi tiết như vậy. How plate tectonics, những cái địa tầng, rồi là núi lửa và trái đất thì liên quan với nhau. Đúng rồi. Khi em đọc bài em sẽ thấy ba thằng này đó có liên quan tới nhau này. Đó, cái này xuất hiện thì dẫn tới cái kia. Và cái kia xuất hiện là dẫn cái tới cái kia nữa. Đó, là sự liên quan giữa ba cái này. Đáp án là câu D. 39 nhóm thầy, theo như đoạn văn thì câu nào cái nào đúng về vành đai lửa? Cái nào đúng về vành đai lửa ha? Thì trong bài này mình sẽ chọn cho thầy là câu B. Most of volcanoes là hầu hết các núi lửa trên trái đất là một phần của cái ring. Đó. Thì đọc bài mình sẽ thấy. Câu số 40 mình có từ subduction, từ này mang nghĩa là cái sự vận chuyển. Tuy nhiên em nhìn trong bốn đáp án là tất từ nào cũng có một cái vận chuyển hết này. Move này rồi là từ movement này. Đó, nhưng em có thể nhìn vào cái chỗ này đây. Đây. Explain move, place move em nhá, phải là từ place move này đó. Place move both away from and together each other. They run into each other. When they hit each other, one plate might move under one another. Đấy, vậy là mình biết ngay là cái nào rồi. Liên quan tới cái plate. À, vậy là câu D. Liên quan tới cách này này. Đấy, ok, đáp án chính là câu D. Rồi mình sang câu số 41 giùm thầy là câu nào sau đây không phải là kết quả của cái địa tầng gì đây. Đó, không phải là cái kết quả của cái đó. Rồi thì em nhìn đây này, đây cái chỗ này này. À. Rồi thứ nhất là gì đây? Cái tiến trình này được gọi là subduction, và subduction sẽ gây ra cái earthquake này. Đó, vậy là gì? Thứ nhất là có gì đây này? Thứ nhất là mình sẽ có gì? Subduction này. Thứ hai là mình có earthquake này. Mà có cái này nữa thì sẽ liên quan tới cái này luôn rồi, núi lửa luôn rồi. Người ta hỏi là kết quả đúng không? Còn câu B là nguyên nhân. Câu B là chính là nguyên nhân em ha. Người ta hỏi câu B chính là nguyên nhân thì không phải rồi. Đây chỗ này có nguyên nhân em nè. Đây là do cái extreme temperature, cái nhiệt độ cao như nào đó. Đó. Nhưng người ta hỏi kết quả, mà kết quả của cái tectonic plate này nó sẽ dựng tới cái gì? Còn câu B là nguyên nhân rồi, là do rồi. Câu 42 dùm thầy, cái câu nào sau đây không được trả lời cho đoạn văn? Câu nào sau đây không được trả lời cho đoạn văn? Câu A là gì? How fast? Câu B là how thick? Câu C là gì? Most active? Và câu D là when the ring fell? Em nhìn vào đây thì mình sẽ có, đây là mình có nói về cân nặng, rồi nói về gì đây? Kilometer thick có cái độ dày và chậm nhanh rồi là có hết, nói chung là tốc độ đầy đủ hết, có hết em ha. À, có hết. Và tất nhiên là cũng có D cũng có luôn, là gì đây? Nơi nào ring of fire là ở nơi nào có luôn. Chỉ có câu gì? Câu B, câu C là không được đề cập trong đoạn văn thôi. Đó, ok. Rồi.
Thì cái câu số 42 cũng là kết thúc của cái test số 5 ngày hôm nay. Mình sẽ còn một bài reading số 2 đằng sau nữa. Nhưng mà thầy thầy sẽ sửa khi mình học offline, mình học online ở trong Edolib, ok chưa? Đây. Thì tạm thời mình sẽ dừng tại đây. Và thầy hy vọng rằng sau 5 cái bài test này thầy đã đưa ra rất là nhiều kiến thức, một loạt kiến thức. Nhưng mà đó là những cái cực kỳ quan trọng trong bài thi, các bạn lưu ý giùm thầy, mình học chắc cho thầy. À, nhiều bạn đi giải đề làm bài chưa cao là tại vì các bạn mất những cái điểm nhỏ, cho nên làm ơn gom nhặt từ những điều nhỏ nhoi nhất cho thầy. Đó, mình phải học cho thầy những cái mà thầy đã cho bữa giờ rồi, ôn lui ôn tới giùm thầy nhiều lắm đấy. Năm test trôi qua nhưng mà một cái lượng kiến thức rất là lớn, nhiều. Rồi thầy hy vọng là các bạn ôn tập thật kỹ ha. Và mình sang bắt đầu hôm sau mình sẽ sang test số 6. Test số 6 thì trong test số 6 sẽ có những cái điều mới mẻ hơn nữa. À ok. Rồi thank you so much. Chúc các bạn ôn thi thật là tốt ha. Có câu hỏi gì thì comment, và cần thầy giúp đỡ thì mình cứ inbox qua Facebook Hồ Viết Tiên. Ok chưa? Và cái link Facebook thầy cũng có comment ở dưới rồi. Cái link Facebook thầy có viết ở dưới. Rồi thêm nữa là nhớ chia sẻ bài cho thầy nhé. Hôm rồi lướt Facebook thì thấy một số bạn chia sẻ bài rất là vui. Vui đây là mình thầy không cần cái gì mà phải là mình có cái sự nổi tiếng tiếng tăm gì cả, nhưng vui là mình đem được cái kiến thức, mình đem một cái sự cống hiến nhỏ nhoi dành cho những cái người cần thiết. Đó. Ok vậy thôi. Đó là cái điều hạnh phúc nhất rồi. Ok, thank you so much. Rồi.